Mỹ trở thành đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, trước đó là những quốc gia nào? Ngày 10 tháng 9 năm 2023, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp và hội đàm tại Hà Nội. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh một giai đoạn lịch sử mới của tình hữu nghị và hợp tác song phương với việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường. Quan hệ Việt-Mỹ được bình thường hóa từ tháng 7 năm 1995 và nâng cấp lên đối tác toàn diện tháng 7 năm 2013. Theo tìm hiểu, đối tác toàn diện là quan hệ thông thường giữa hai nước đã có một hoặc một vài mặt nào đó đạt đến mức chiến lược, nhưng chưa có sự đồng đều giữa các mặt hợp tác. Nên các nước có thể chọn cách xây dựng một khuôn khổ đối tác toàn diện với hàm ý nhấn mạnh mặt hợp tác, tiếp tục củng cố lòng tin và cùng hướng tới tương lai. Sau 10 năm kể từ khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, hai nước đã đạt nhiều bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực trong khuôn khổ đối tác toàn diện. Tới ngày 10 tháng 9 năm 2023, Việt Nam và Mỹ đồng ý nâng cấp thêm hai bậc, từ đối tác toàn diện, bỏ qua cấp độ đối tác chiến lược, lên thẳng cấp độ đối tác chiến lược toàn diện. Theo tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện, trong khuôn khổ quan hệ mới này, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh các nguyên tắc nền tảng định hướng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, bao gồm tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác nhằm bảo đảm lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Bao gồm 10 lĩnh vực hợp tác: 1. Chính trị ngoại giao; 2. Kinh tế thương mại đầu tư; 3. Hợp tác số, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; 4. Giáo dục đào tạo; 5. Khí hậu năng lượng môi trường và y tế; 6. Khắc phục hậu quả chiến tranh; 7. Văn hóa giao lưu nhân dân thể thao du lịch; 8. Quốc phòng an ninh; 9. Thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; 10. Phối hợp các vấn đề khu vực và quốc tế. Theo báo Chính phủ.vn, tại cuộc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao các nội dung được thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh việc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm theo hướng đổi mới sáng tạo tiếp tục là nền tảng trọng tâm, động lực cho quan hệ hai nước và việc hai bên nhất trí tạo đột phá trong hợp tác về khoa học, công nghệ. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh sự coi trọng đối với vai trò, vị trí của Việt Nam ở khu vực, đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trên nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng thống Mỹ khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và mong muốn hợp tác với Việt Nam để đóng góp vào đoàn kết và thịnh vượng của ASEAN. Trước Mỹ, Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 4 quốc gia trên thế giới, gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc, được thiết lập lần lượt vào năm 2008, 2012, 2016 và 2022. Bên cạnh đó, Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược với 18 quốc gia, quan hệ đối tác toàn diện với 12 quốc gia, quan hệ đối tác chiến lược lĩnh vực với 2 quốc gia, Hà Lan và Đan Mạch. Việt Nam có quan hệ đặc biệt với 3 quốc gia, gồm Lào, Campuchia và Cuba. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!